chào các bạn. Hôm nay mình có một video vui dành cho các bạn đây. Trước mặt các bạn là hai nhân vật, nữ là Queen of Short và nam là Emperor. Các bạn biết năng lượng của Queen of Short rồi đúng không? Là một người rất là sắc sảo, khôn ngoan, hay nói, hay ghen nữa. Rồi, năng lượng của Emperor thì các bạn thấy rồi đúng không? Trong những trải bài chung của mình vẫn thường có một Emperor mà các bạn nhìn thấy rằng ông ta đang ngồi trên ngai vàng của ông ta. Ông ta có cái sự uy nghi, có cái sự có những quy tắc, có những luật lệ, có những uy nghi riêng. Và hầu như ông ta không, theo kiểu là cái cách mà ông ta đối xử với Queen of Short, có nghĩa là ông ta không chấp, ông ta không chấp Queen of Short, ông ta không để chạm đến tai, đến tai mình những lời Queen of Short, nhưng ông ta cũng không nói gì, không phản ứng. Thì mình thử xem, chúng ta thử đo xem là nếu như bạn thấy hai cái người này, bạn cảm thấy rằng là bạn đang trong một mối quan hệ với một cái người mà họ giống như một emperor, họ luôn im lặng với bạn, họ không một lời giải thích với bạn, nhưng mà bạn cũng không bao giờ giận bạn và là một người yêu công việc hơn tất cả mọi thứ, kể cả bạn. Thì nếu như đây là năng lượng của bạn thì các bạn coi như cái video này dành cho các bạn nhé. Rồi bây giờ mình sẽ đo cái năng lượng của hai người này. Trước hết là mình đo sóng này, sóng của emperor là bao nhiêu. À, sóng của Emperor là sóng tròn hay là sóng dọc? Sóng dọc nhá. Rồi, bây giờ mình khảo sát sóng của bạn Queen of Swords này là bao nhiêu. Sóng dọc luôn. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng đo cái năng lượng tương hợp của hai người này là bao nhiêu nha. Độ tương hợp của hai người là bao nhiêu. Và các bạn chú ý là nếu đúng thì lắc chạy dọc thế này, còn nếu mà không đúng thì nó sẽ chạy tròn, nó sẽ quay tròn như thế này nhá. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đo này, cái năng lượng tương hợp, cái chỉ số tương hợp giữa hai người này là bao nhiêu. Trên 50%, đúng nhá, dưới 50% nó sẽ quay tròn. Trên 60%, trên 70%, trên 80%, trên 90%, dưới 90%, 90%. Độ tương hợp của hai người này là 90% các bạn nhé. Rồi, bây giờ mình đo chỉ số trung thực của hai người này này. Chỉ số trung thực trong tình yêu của hai người này, chỉ số trung thực của Queen of Swords là bao nhiêu. Trên 50%, trên 60%, trên 70%, dưới 70%. 70%, nghĩa là chỉ số trung thực của bạn Queen of Swords chỉ có 70% thôi. Vậy chỉ số trung thực của bạn Emperor này là bao nhiêu? Trên 50%, trên 60%, trên 70%, dưới 70%, 70%, giống nhau luôn. Đấy, đều là 70%. Rồi, là mình tí nữa rồi mình sẽ tìm hiểu xem, mình sẽ tìm hiểu luôn cái việc cái năng lượng không trung thực của bạn Queen of Swords này là bao nhiêu, là lý do, cái gọi là cái lý do để bạn ấy không trung thực là bao nhiêu, là vì sao này. Nếu mà đúng thì nó sẽ chạy dọc, không đúng thì nó sẽ chạy ngang. Một là kiểm soát cảm xúc là đúng nhá. Có người khác, nghĩ là có một đối tượng khác, kiểu có người thứ ba ấy, không. Cái kiểm soát cảm xúc nó còn đến từ cái mặc cảm cảm thấy mình không được tôn trọng, đúng. Cảm thấy là mình phải giữ, theo kiểu giống như là có cái năng lượng của cái việc là mình phải giữ giá trị cho mình ấy, có đúng hay không, đúng nhá, nó đến từ bản ngã đấy. Rồi bây giờ mình đo cái độ trung thực của cái lý do, tìm nguyên nhân lý do vì sao cái người này họ không trung thực nhá. Emperor không trung thực này, họ kiểm soát cảm xúc, đúng. Họ có người thứ hai, thứ ba, không đúng. Gia đình của họ ngăn cản, gia đình họ ngăn cản hoặc có yếu tố liên quan đến gia đình, đúng. Họ lựa chọn cái người này, có nghĩa là họ có đối tượng khác để lựa chọn, không. Không. Rồi gì nữa nhỉ, họ nói ra họ sợ mất giá trị của bản thân mình, có nghĩa là giống như là họ giữ giá ấy. Chúng ta có thể hiểu như thế không? Vậy thì chúng ta sẽ hiểu được này, cái lý do này không trung thực thì cả hai không trung thực đều không có đối tượng thứ ba, nghĩa là họ không có người khác. Nhưng một người thì cảm thấy không được tôn trọng, cảm thấy mình bị lựa chọn, một người thì kiểm soát cảm xúc do gia đình ngăn cản, một là gia đình ngăn cản hoặc những yếu tố liên quan đến gia đình các bạn nhé. Rồi bây giờ mình sẽ đo cái chỉ số yêu thương của hai người này.
chỉ số yêu thương của hai người này. Chỗ này là mình đo chỉ số yêu thương của queen of shot trên 50%, không được này, dưới 50%. Rồi chỉ cần biết dưới 50% là đủ rồi. Nguyên nhân để yêu thương thấp là gì? Cảm thấy bị tổn thương. Đúng. Ghen. Ghen thì không, nhưng mà tổn thương, bị tổn thương là đúng nhất. Cảm thấy không được tôn trọng thì không. Nghi ngờ là đúng. Và chính cái sự nghi ngờ này và cái sự tổn thương này làm cho tình yêu của cô ấy bị, giống như là khi người ta nghi ngờ và người ta tổn thương thì tự nhiên cái tình cảm nó bị thấp xuống ấy. Rồi bây giờ mình đo chỉ số yêu thương của Emperor. Khảo sát chỉ số yêu thương của Emperor trên 50%, trên 60%. Mình đang nhắm mắt các bạn nhé, mình chỉ cảm nhận bằng tay và lân pha 6 thôi. Trên 70%, trên 80%, trên 90%, 100% không được, trên 95%. Nghĩa là họ rất là yêu thương cái người nữ này. Còn người nữ này thì không yêu thương, bởi vì trong lòng nó ôm cái tổn thương. Rồi bây giờ mình đo cái chỉ số là cái gọi là cái mong muốn ấy, mong muốn được đến bên nhau, nghĩa là mong muốn được yêu thương, mong muốn được đến bên nhau của năng lượng của khi nào sáu nha, mong muốn được đến bên nhau là bao nhiêu phần trăm? Trên 50%, không, dưới 50%. Mình thấy cái người nữ này họ đang rất là tổn thương, bởi vì thực ra các bạn nhìn vào hai lá bài này các bạn cũng thấy có cái sự có một cái năng lượng nào đấy á, mà mình nhìn vào mình cảm giác như có những cái tổn thương mà họ rất muốn nói với người nam, họ rất muốn nói với người nam này rằng là em, tôi cảm thấy tôi rất mệt mỏi, tôi cảm thấy tôi không được tôn trọng, tôi cảm thấy tôi không được yêu thương, vân vân. Đó, còn họ có nói hay không thì mình không biết. Rồi cái chỉ số mong muốn được ở bên nhau của người nam là bao nhiêu? Trên 50%, trên 60%, trên 70%, trên 80%, trên 90%. Trên 90% thì không được này, dưới 90%, 90%. Rồi bây giờ mình đo cái chỉ số là khả năng hai người được ở bên nhau là bao nhiêu nhé. Đo chỉ số, cái chỉ số được ở bên nhau của hai người là bao nhiêu? Trên 50%, trên 60%, trên 70%, trên 80%, trên 90%, dưới 90%, 90%. Cái chỉ số được ở bên nhau, có thể ở được bên nhau là 90%. Vậy thì bây giờ người nữ này đang bị tổn thương rất là lớn, nghĩa là giống như cái sự tổn thương làm cho nàng mất đi, nghĩa là giống như cái cảm xúc bị thui chột đi ấy. Thì bây giờ nếu ai là năng lượng nữ ở đây thì các bạn nên chuyển hóa đi. Nếu như các bạn nào có thể tự hiểu được là lý do vì sao mình lại có năng lượng này thì các bạn có thể là các bạn tự chuyển hóa được thì tốt, còn không các bạn có thể lựa chọn trả bài riêng để tìm ra cái nguyên nhân của mình chuyển hóa nhé. Bởi vì cái năng lượng như thế này nó sẽ kéo thấp cái tần số rung động của các bạn xuống và lâu dần nó sẽ ảnh hưởng đến mối quan hệ. Rồi bây giờ mình sẽ đặt tiếp một câu hỏi nữa, đó chính là cái gọi là cái chỉ số rung động của hai người là bao nhiêu nhá. Chỉ số rung động của người nữ đối với người nam là bao nhiêu? Trên 50%, trên 60%, trên 70%, trên 80%, trên 90%, dưới 90%, dưới 90%. Bây giờ mình đo chỉ số rung động của người nam là bao nhiêu? Trên 50% của người nam dành cho người nữ ấy, trên 50%, trên 60%, trên 70%, trên 80%, trên 90%, dưới 90%, 90%. Chỉ số rung động của người nam dành cho người nữ là 90% nhé. Chỉ số hòa hợp, bây giờ mình đo chỉ số ham muốn nhé. Chỉ số ham muốn của người nữ đối với người nam là bao nhiêu? Trên 50%, trên 60%, trên 70%, trên 80%, trên 90%, dưới 90%, 90% nhé. Chỉ số ham muốn là 90%. Năng lượng chỉ số ham muốn của người nam dành cho người nữ là bao nhiêu? Trên 50%, trên 60%,
trên 70%, trên 80%, trên 90%, 100%, trên 95%, từ 95% đến 100% nhá. Rồi bây giờ mình đo chỉ số hòa hợp trong tình dục, okay. Đó, cái chỉ số hòa hợp trong tình dục của hai người là bao nhiêu nhá. Đó, trên 50%, trên 60%, trên 70%, trên 80%, trên 90%, 100%, trên 95%, trên 95%, dưới 100% nhá các bạn nhá. Có nghĩa là cái cặp đôi này bây giờ ngoại trừ cái việc là cái người nam này, cái người, người khuyên nào sót lại cảm thấy tình yêu bị hạ thấp, cái tần số rung động nó xuống đấy các bạn. Khi mà cái tần số rung động nó bị tổn thương, là tần số rung động bị kéo thấp xuống thì khả năng yêu thương của người ta không còn nữa. Cho nên các bạn chú ý ở đây là trong một mối quan hệ tình cảm thì chúng ta nên kiểm soát cái năng lượng cảm xúc của mình nhá. Bởi vì khi mà chúng ta đau khổ hoặc tổn thương thì tần số yêu thương bị hạ thấp xuống, cũng như là chúng ta làm cho người khác đau khổ tổn thương thì cái tần số rung động của họ cũng bị kéo thấp xuống nhá. Rồi bây giờ mình sẽ xem là cái mối mình đo năng lượng mối quan hệ của hai người này, cái gọi là cái tên gọi mối quan hệ á, mối quan hệ này có phải là karmic không, có phải là mối quan hệ karmic soulmate hay không. Các bạn chú ý này, khi mà lắc quay tròn thì là không phải, còn khi mà nó quay dọc thì có nghĩa là phải nhá. Thì mình hỏi lại này, là cái mối quan hệ này là mối quan hệ gì, có phải là mối quan hệ karmic không, karmic soulmate không, không. Có phải là soulmate không, không. Mối quan hệ này có phải là twin flame không? Mình đang nhắm mắt nhé các bạn, và mình chỉ dùng luân xa 6 để mình điều khiển cái gọi là giống như là mình chuyển tác ý vào cái con lắc ấy, và tay của mình để cảm nhận. Thì đây là một kết nối cho Twin Flame. Mình sẽ đặt tiếp một câu hỏi nữa. Thì câu hỏi này thì các bạn chỉ nghe tham khảo thôi. Đó là cái bài học cái khả năng tái hợp của cặp đôi này trong kiếp sống này là bao nhiêu phần trăm. Đây là lắc đang quay thì có nghĩa là nó khảo sát. Rồi đó, vậy thì cái độ tái hợp, cái khả năng tái hợp của cặp đôi này là bao nhiêu, trên 50%, trên 60%, trên 70%, trên 80%, trên 90%, 100%. Ồ, có tin được không nhỉ? 100% đây, không 100% thì không được, nó đang quay tròn. Trên 90% được, trên 95%, chỉ trên 90% thôi các bạn, trên 90% là nhiều rồi, còn 10% còn lại là sự cố gắng của các bạn. Mình sẽ xem là các bạn cái khả năng, cái thời gian để tái hợp của các bạn là bao nhiêu, nó sẽ bao nhiêu năm nữa thì được tái hợp ấy. Trên 1 năm, trên 1 năm này, khoảng trên 1 năm nữa là các bạn được tái hợp. Thì các bạn thân mến, là cái chỉ số này này, cái đo chỉ số này là do mình học cái cảm xạ đồ, và mình sử dụng con lắc để mà thực hiện cái video này. Đó, vậy thì các bạn chỉ nghe tham khảo thôi. Nếu ai cảm thấy hứng thú thì các bạn có thể đăng ký trả bài riêng với mình, nếu bạn muốn trả bài hoặc là bạn muốn dùng con lắc cảm xạ để đo cái chỉ số này nhá. Đây nó chỉ là vui vui thôi, nhưng nếu bạn có nhu cầu, còn chủ yếu thì mình vẫn dùng tarot, bởi vì con lắc chỉ cho chúng ta một cái thông tin cụ thể nào đó thôi, còn khi ta phân tích được cái gọi là cái ta phân tích được năng lượng của họ, ý muốn, suy nghĩ, rồi những cái giống như bạn nghe trả bài chung của mình rồi ấy, thì bạn sẽ hiểu rằng tarot nó sẽ cho chúng ta một cái nhìn đa chiều, chúng ta phân tích, chúng ta cảm nhận được cái năng lượng của đối phương như thế nào, bài học ra sao, suy nghĩ tình cảm của họ thế nào, và cách chúng ta nhận ra bài học và ta xử lý vấn đề như thế nào, thì chỉ có tarot mới có thể nhìn thấu cái điều này. Còn đây chỉ là cho vui thôi các bạn nhá. Rồi đương nhiên là nó đúng, bởi vì mình, các bạn biết là cái cảm xạ đồ này mình đã luyện rất là nhiều, và mình đã thử nghiệm nhiều cặp đôi trước khi mà mình ra video này nhá. Rồi cảm ơn các bạn rất là nhiều. Chào các bạn.